Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật cầm sành. Trên màn hình đây là cây cầm sành đang trong cái thời điểm ra bông. Sau khi áp dụng cái biện pháp kích bông giải độc, đối cái dược này áp dụng bằng cái biện pháp là đại mạc phủ. Tính tới thời điểm hiện tại thì tất cả các cây nó đang trong tình trạng xì bông, tương đối là gỗ, và đó có số cây nó đã trong tình trạng sổ nhị rồi. Như đối với cây này thì nó đang trong tình trạng là sổ nhị. Còn đối với số cây khác thì cái quá trình ra bông của nó đang diễn ra tương đối là gỗ. Này, các bạn có thể thấy nè, cái quá trình nhú của nó diễn ra tương đối là gỗ rồi. Thì cái cây này nữa khoảng cả một tuần nữa thì cái quá trình sổ nhị nó sẽ diễn ra gỗ. Nhưng đối với cây cam sành của mình, khi mà tiến hành tẩy mầm khổ hoặc xịt lan á, thì ở thời điểm kích bông tùy theo cái tình trạng, ở thời điểm trước đó cây nó có rụng lá hay không. Nếu như nó có rụng lá thì cái quá trình xì bông nó sẽ diễn ra trước, cho nên là trong một số cây cái quá trình sổ nhị nó sẽ diễn ra trước, còn số cây thì quá trình sổ nhị nó diễn ra sau. Tuy nhiên mà nó chênh lệch không có nhiều. Trong thời điểm mà cây nó sổ nhị như thế này á, thì cái vấn đề mà các bạn tiến hành là phun sâu bệnh rất là quan trọng để bảo vệ cho cái cây của mình, đặc biệt là khi mà những cái chùm bông như thế này nè, các bạn thì tiến hành vũ cánh bông hoặc là tưới nước với áp lực mạnh vừa phải, đừng có làm cho nó giật quá gãy cái cánh bông của mình, để cho những cái cánh này nó rớt xuống thì hỗ trợ tốt cho cái quá trình nó đậu. Để những cái cánh này nó dính ở trên đây quá nhiều nè thì nó có thể gây ra tình trạng là rụng trái. Đây các bạn có thể thấy đây, những cái chùm này nè, sau khi sổ nhị xong ha, cái cánh nó được sạch thì cái trái nó rất là xanh, chứng tỏ cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra tốt. Còn nếu như để cho cái cánh nó dính nhiều thì về sau cái quá trình rụng trái non nó diễn ra rất là mạnh. À, như cái chùm này các bạn thấy nè, tỷ lệ đậu cao ở đây. Đây, những cái trái này thì đã đậu xanh. Hiện tại thì cái quá trình nhú bông của nó đã gỗ rồi. Thì ở thời điểm này thì chúng ta vẫn tiến hành là có thể là đi dinh dưỡng để nuôi bông hết các bạn. À, đối với những cái cành nhánh này nó bị sâu với bùa đánh, cho nên là các bạn thấy cái lá nó hơi xấu một xíu. Vì sâu với bùa đánh thì chúng ta ưu tiên là phòng ghẻ, để cái vết thương của sâu với bùa nó tạo điều kiện cho cái bệnh ghẻ tấn công, và đôi khi nó gây ra ghẻ lá. Ghẻ trên lá về sau nó sẽ ghẻ trên trái. Ở thời điểm mà rụng sinh lý lần đầu tiên, cái trái của mình nó rất là dễ rụng. Này, ví dụ như cái chùm này là bị sâu với bùa đánh này nè, các bạn thấy nè, những cái lá nó cuốn tròn, nó nhỏ là như vậy nè. Còn những cái cành cây nào mà cái cành nhánh nhiều bông quá thì cái lá nó hơi nhỏ một xíu, do chủ yếu là nó dồn dinh dưỡng vào những cái chùm bông. Các bạn thấy nè, ví dụ như cái chùm này nó sổ nhị xong mà nó đen như vậy nè, thì cái tỷ lệ đậu của nó không cao, khi mà các bạn tiến hành phun thuốc đôi khi nó cũng không có thấm đều nữa, do cái cánh bông nó đã bị che lại, cho nên chúng ta hãy tiến hành vũ bông. Các bạn vũ hoặc là tưới nước dốc thật mạnh cho cái cánh nó rớt ra nè, để những cái trái nó sáng như vậy nè, cho nên chúng ta có thể thấy cái trái nó sáng liền ha, nó tiếp xúc đầy đủ ánh sáng, hoặc khi mà các bạn tiến hành phun phân phun thuốc này kia đó, những cái chất tăng độ trái thì cái trái nó sẽ tiếp nhận đủ, lúc đó cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra rất là mạnh. Còn mà để cho nó chùm như vậy, đôi khi là mưa, ví dụ gặp điều kiện bình thường thì không sao, nắng nắng gì vậy nè, nhưng mà gặp cái điều kiện mưa cái nấm bệnh nó sẽ tấn công với cánh đó, nó làm cho cái tình trạng rụng rất là nhiều, nấm khuẩn kháng thư này kia, hoặc là nó luôn ẩm ẩm, cái quá trình rụng rất là cao. Này các bạn thấy là cái cây nó đang trong tình trạng rất là xanh này ha. Khi mà các bạn tiến hành giải độc chuẩn thì cái cây nó sẽ ra gỗ như này và nó sổ nhị tốt. À, chúng ta thấy nè, do cái tỷ lệ bông nó nhiều quá cho nên là đôi khi cái lá nó hơi nhỏ thôi, do chủ yếu là nó dồn lên cái bông dinh dưỡng nè, nó ra mỗi cành nhánh luôn và nó tuột xuống mỗi mặt lá. Thì cái tên này tỷ lệ đậu tương đối là sẽ ổn.
Ở trong thời điểm này thì sâu gầy chúng ta phun định kỳ với những cái loại mát thôi để hỗ trợ tốt cho cái quá trình đậu, để đôi khi sâu dưới bùa nó đánh như những cái lá này, và đôi khi cái trái non nó bị bọ chỉ đánh, nó cũng gây ra tình trạng rụng nữa. Cho nên là sâu gầy các bạn phun định kỳ ha, ngừa. Thí dụ bị sâu dưới bùa nhiều thì các bạn hãy tiến hành là chúng ta phun thuốc rẻ thường xuyên định kỳ để tránh cái tình trạng mà sâu dưới bùa nó tạo cái vết thương rồi nè. Ví dụ như cái lá này nè, nó tạo vết thương rồi sau cái bắt đầu bệnh rẻ nó tấn công vào, nấm khuẩn á, điều kiện thuận lợi cái cây nó bị thương thì điều kiện lợi để nấm khuẩn nó tấn công vào. Trong cái thời điểm số nhiều như thế này mà gặp tình trạng gió tốt á, nó đậu rất là cao các bạn, do cái tỷ lệ do gió nó vũ nó đôi khi làm rớt cánh bông nữa, và cái môi trường nó cũng thông thoáng, nó mát nữa, để cái điều kiện nắng nóng mà không có gió nó hoặc là mưa đột ngột xuống nó gây ra tình trạng sốc thì cái quá trình rụng nó diễn ra cũng rất là mạnh nữa. Cho nên là khi cây cam sành của mình nó sổ nhị mà có gió tốt, cái quá trình đậu nó diễn ra rất là tốt, đôi khi nó sẽ trao đổi phấn giữa bông này với bông kia, nhưng mà cái vấn đề môi trường là chủ yếu, tức là nhiệt độ môi trường nó thông thoáng, nó mát. Với tại vì cây cam của mình nó là cây tự thụ phấn, cho nên là thí dụ không có gió, không có côn trùng thì quá trình đậu trái nó diễn ra cũng được nữa. Nhưng mà nếu có gió, có côn trùng thì quá trình đậu trái nó sẽ diễn ra mạnh hơn, tức là nó lấy phấn từ cây khác thì tỷ lệ đậu nó sẽ cao hơn. Trong cái thời điểm này thì cái vấn đề nước tưới thì chúng ta chỉ tưới dưới ẩm thôi các bạn, tránh trường hợp mưa, thí dụ mưa thì ẩm quá thì khai nước ở dưới mưa ra, còn nếu nắng thì chúng ta tưới dưới ẩm. Và trong giai đoạn bông như thế này các bạn lưu ý là chúng ta tưới đừng có tưới dắt nửa trưa như thế này, thí dụ dắt nửa trưa như thế này thì đôi khi nó sẽ gây ra tình trạng là sốc. Các bạn tưới là nó mát cây nhưng mà sau đó nắng nó chiếu trực tiếp xuống từ cái bắt đầu nó nóng lên đột ngột, nó gây ra tình trạng sốc cuộn bông nữa. Cho nên là tưới sáng sớm hoặc chiều mát là tốt nhất, nhưng mà đừng tưới chiều mát quá, đôi khi chiều mát rồi cái lá nó vẫn còn ẩm, bông nó vẫn còn ẩm thì giá khói nấm bệnh nó sẽ tấn công rất là nhiều. Ở thời điểm như thế này nếu cái quá trình số nhị thì hiện tại cái quá trình rụng sinh lý nó vẫn diễn ra, khi mà các bạn quan sát dưới nè, thí dụ tỷ lệ bông nhiều á, cái quá trình rụng sinh lý nó diễn ra nó vừa rụng bông nè, vừa rụng trái non rất là nhiều. Thì nó sẽ đào thải thôi chứ không có gì. Ong nó đi thụ phấn. Sau khi mà chúng ta dỡ măng phủ xong mình sẽ cuốn măng phủ là như thế này các bạn, mà có thể bảo quản xài được nhiều năm bình thường, nó không có bị gắt. Còn nếu như các bạn để tình trạng bình thường á, tưới phân tưới thuốc này kia nắng mưa cái tình trạng măng phủ nó gắt rất là nhiều, nhưng mà chúng ta tiến hành dỡ xong thì cuốn là vậy, đậy như vậy xài rất là lâu, 3-4 mùa dư sức, những mùa sau các bạn tiến hành đậy chợt dưới cũng được. Tỷ lệ bông rất là cao ha, bông nhiều quá thì chúng ta đi dinh dưỡng nó mạnh hơn một xíu, để nhiều quá thì đôi khi dinh dưỡng nó không có đủ quá, nó làm cho cây lá nó bị nhỏ một xíu. Đây, các bạn thấy là tỷ lệ nó đậu nè.
tình trạng cây rất là xanh đây. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật lần dự thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Khi chúng ta quan sát những cái cây này, cái quá trình ra bông của nó rất là gỗ, rất là tập trung thì cái quá trình giải độc ở khâu trước nó rất là quan trọng. Nếu như các bạn giải độc tốt, cái rễ nó khỏe thì cái quá trình bật bông của nó rất là mạnh do nó hút dinh dưỡng mạnh. Các bạn thấy là những cái cây nó bật rất là mạnh này. Những lá này màu xanh nó tương đối rất là ổn ha các bạn, chứng tỏ nó đủ dinh dưỡng. Những cái chùm trái trước ở thời điểm phá lá nè, hiện tại nó đã đậu bự như vậy nè. Đối với thời điểm phá lá thì những cái này nó ra trước cho nó bị xì trước á, tuy nhiên mà nó không có bị rụng. Và hiện tại các bạn có thể thấy nè, những cái trái này nó đã đậu tốt rồi đây này, một chùm thì tỷ lệ nó sẽ đậu nguyên một chùm như vậy. Đó, những cái chùm là các bạn thấy ha, phun phá lá thì cái lá nó rớt, tuy nhiên mà cái bông nó không rớt thì cái trái nó vẫn đậu bình thường. Đây, những cái chùm này các bạn thấy là tỷ lệ đậu quá cao đây. Nếu như mà các bạn tiến hành phun phá lá xong ở cái khâu sau, cái khâu giải độc chúng ta giải độc phù hợp thì cái quá trình đậu trái nó diễn ra bình thường. Còn nếu như mà giải độc không phù hợp thì những cái trái này nó sẽ bị rớt rồi. Cho nên là những cái vườn mình thí dụ nó mang nhiều cổ trái á, thì áp dụng cái biện pháp phá lá của mình thì cái vấn đề trái nó đậu vẫn bình thường. Tại vì những cái trái non thì nó rất mẫn cảm nè. Tuy nhiên mà ở thời điểm phá lá nó không có bị rụng và nó đậu nè. Thì cái video này mình đã có chia sẻ trước rồi. Thì những các bạn nào mà có coi những video trước thì chúng ta có thể quan sát được những cái này là nó ra ở thời điểm phun phá lá. Lá nó rớt rất là nhiều, tuy nhiên mà cái trái nó không có bị rớt. Và nó đậu xanh như vậy nè. Đây, nguyên chùm này cũng không có rớt đây. Như cái hàng này nó ra trước đó các bạn, cái hàng bao ngàn cho nên nó bị xì bông, nó ra trước một phần thôi, nhưng mà cái quá trình gộ thì nó vẫn đang ra.
Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.